Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá phú nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của mình. Xin chào. Nói về thể thao, chắc hẳn ít có bộ môn gây được sức hút và sự chú ý lớn như bóng đá. Người hâm mộ sẽ hào hứng, cổ vũ cuồng nhiệt cho những tình huống ghi bàn ấn tượng hay cứu thua xuất sắc. Nhưng họ cũng có thể khó quên với các ý tưởng, làm trò ngớ ngẩn hay sự cố của các cầu thủ trên sân. Hôm nay mời các bạn cùng đến với khoảnh khắc như thế trong môn thể thao vua. Một khoảnh khắc đáng chú ý đã tái hiện lại bộ truyện tranh nổi tiếng Thủ lĩnh Tsubasa của Nhật Bản trong một trận đấu tại giải bóng đá của Thái Lan. Sự khác biệt duy nhất là thay vì sự kết hợp giữa nhân vật chính Tsubasa Ozora và đồng đội Taro Misaki, hai cầu thủ của Nakhon Ratchasima FC đã kết hợp với nhau để tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu với một cú đá ngã bàn đèn đôi vào lưới đối thủ. Tình huống hy hữu này diễn ra tại giải bóng đá của Israel sau khi một cầu thủ dính chấn thương và được các nhân viên y tế khiêng ra ngoài chăm sóc. Tuy nhiên không biết hai anh này có phải là fan của đối thủ hay không mà liên tục gây ra sự cố và khiến cho cầu thủ kia đã đau lại càng đau thêm. Khó chịu vì điều này, đồng đội của anh đã gạt phát đi và bế luôn anh chàng ra sân. Nếu như bạn cảm thấy nhàm chán với việc các cầu thủ chỉ thản nhiên ra sân và chỉ biết lặng lẽ chạy nước kiệu trong trận đấu, thì có thể đề nghị họ thử tạo ra thứ gì đó mới mẻ như cách của Batnabusay. Cầu thủ người Hungary từng trở thành một cơn sốt trên mạng sau một trận đấu ở hạng tư quốc gia này bằng phong cách chào sân khá đặc biệt. Tiền đạo Edwin Cardona từng ghi một bàn thắng đẹp mắt sau khi thể hiện trình độ kỹ thuật tuyệt vời với pha volley bóng sống hoàn hảo trong chiến thắng 2-0 của Brest trước Dijon. Tháng 2 năm 2020, người ta đã tìm ra ứng viên số 1 cho giải thưởng pha phản lưới nhà đẹp nhất năm. Tình huống khó tin diễn ra khi Paris Saint-Germain có pha phản công nhanh. Nhưng bất ngờ thay, pha phá bóng của hậu vệ Fernando Marcan vô tình biến thành pha phối hợp cực đẹp với đối thủ để phản lưới nhà từ khoảng cách hơn 5m. Tìm mọi cách để đối phương không thể vượt qua là nhiệm vụ của mọi cầu thủ, nhưng dùng trò kéo áo một cách thô thiển nhất thế này thì thực chẳng fair play. Một thanh niên mê thể thao mạo hiểm bỗng dưng ăn mịt dù chẳng hề xỏ giày vào sân thi đấu. Nguyên nhân là vì anh chàng đã nhảy dù hạ cánh trên sân của một trận đấu tại giải hạng tư Ba Lan. Trọng tài thì hài hước tặng anh ta một thẻ vàng, nhưng chính quyền địa phương thì phạt 50.000 euro vì tội xâm nhập bất hợp pháp và không tuân thủ an toàn khi nhảy dù. Cái gọi là miếng ăn dâng đến miệng mà còn bay đi chính là để hình dung cho pha bỏ lỡ khó có thể tin nổi của cầu thủ áo đỏ này. Đây là pha xử lý ngẫu hứng của Neymar trong trận bán kết cúp liên đoàn Pháp,
khiến đối thủ bị bất ngờ và không thể theo kịp. Tuy nhiên, nó cũng gây nên những ý kiến trái chiều khi cầu thủ người Brazil lại dùng mông để đẩy bóng đi. Trận cầu bóng đá này có vẻ khá mát mẻ, nhưng sức gió lại mạnh đến mức cầu môn bay vào sân với tốc độ cực nhanh khiến các cầu thủ phải hỗ trợ để định vị lại nó. Vô ảnh cước của Hoàng Phi Hồng có lẽ đẹp mắt, nhưng chưa hẳn đã hữu dụng như một cước của Igor Nganga. Còn đây là anh phóng viên có tâm nhất năm khi bị xịt nước ướt như chuột lột, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và giữ vững quá trình đưa tin theo phong cách cool ngầu. Đang làm nhiệm vụ thì trọng tài biên lại làm gián đoạn trận đấu vì đi ra một góc giải quyết vấn đề riêng. Trọng tài chính bèn rút thẻ đỏ cho đồng nghiệp của mình vì hành động có hơi mất vệ sinh. Tiền vệ Amiri của Leverkusen đã tái hiện hình ảnh Dennis Bergkamp với bàn thắng vào lưới Frankfurt tại giải Bundesliga. Đó là pha xử lý tinh tế một chạm để sâu kim đối thủ, đồng thời vặn người thoát khỏi sự đeo bám để đối mặt, rồi hạ thủ môn bằng một cú đánh góc sâu kim. Ghi bàn thì ai cũng muốn, nhưng để có được bàn thắng như thế này thì quả thực Mbuku chẳng muốn chút nào. Đó là một bàn thắng bất đắc dĩ trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp sau khi pha dứt điểm của đồng đội xuất trúng khuôn mặt anh và bất ngờ làm bóng chuyển hướng vào lưới đối thủ. Chuyện hy hữu này đã xảy ra tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản vào năm 2009 khi huấn luyện viên Dragan Stojkovic tung ra cú đá nối chuẩn xác từ khoảng cách hơn 45m. Nhưng sau pha ghi bàn ngẫu hứng này, ông bị truất quyền chỉ đạo vì tội phá hoại do bóng khi đó đã được ném ra ngoài biên để nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho một cầu thủ bị thương. Còn đây là một màn biểu diễn kỹ thuật xoay người mà cầu thủ này thực hiện, bất chấp nó có đúng tình huống và thực sự mang lại hiệu quả hay không. Thủ thành tuyển Haiti đã có một pha phản lưới nhà theo cách tệ hại nhất lịch sử bóng đá. Đó là tình huống xuất phát từ đường truyền về của một trung vệ, nhưng anh chàng đã xử lý lóng ngóng và để bóng lọt qua cả hai chân rồi lăn vào lưới đội nhà. Thủ thành Jeff Bedenick của một đội bóng giải hạng 5 nước Pháp, Vannes Ossi, đã có màn cứu thua xuất thần liên tiếp cản phá 3 cú dứt điểm hiểm hóc. Sau khi dùng lưng cản phá cú Panenka của đối phương, anh tiếp tục dùng chân cản phá pha đánh đầu cận thành và cuối cùng là pha phản ứng nhanh như điện trước một cú đá bồi cận thành khác. Vừa rồi là những bàn thắng và tình huống ấn tượng trong các trận đấu bóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.